Ngày 21 tháng 9 năm 2024, Tổng bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác quan trọng tại New York để tham dự các hội nghị của Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội không chỉ để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm ra các nước G7, từ đó góp phần phát triển kinh tế đất nước. Khai thác cơ hội từ các hội nghị đa phương. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia vào các phiên họp và diễn đàn quan trọng, nơi thảo luận về các vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và an ninh kinh tế. Những diễn đàn này sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Tổ chức hội thảo, kết nối doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đoàn đại biểu có thể tổ chức các hội thảo và sự kiện kết nối doanh nghiệp tại New York, mời các doanh nghiệp G7 tham gia. Đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các đối tác tiềm năng từ các nước phát triển, từ đó tạo ra những cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh. Thúc đẩy chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Trong các cuộc họp song phương với lãnh đạo các nước G7, Tổng bí thư có thể bàn thảo về việc thúc đẩy các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường quốc tế. Điều này bao gồm việc giảm thiểu rào cản thương mại, hỗ trợ đào tạo kỹ năng và công nghệ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Xây dựng thương hiệu quốc gia. Việc tham dự các hội nghị quốc tế cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Tổng bí thư Tô Lâm có thể nhấn mạnh về tiềm năng đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi của Việt Nam, qua đó tạo sự quan tâm từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn tại các nước G7. Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên. Việt Nam có thể tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực mà các nước G7 có thế mạnh như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, y tế và giáo dục. Việc hợp tác trong những lĩnh vực này không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn tạo ra cơ hội để phát triển bền vững trong tương lai. Chuyến công tác của Tổng bí thư Tô Lâm tại New York vào ngày 21 tháng 9 năm 2024 là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm ra thế giới, đặc biệt là các nước G7. Thông qua các hoạt động đa phương và song phương, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của mình mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác và phát triển kinh tế bền vững cho doanh nghiệp trong nước.